Theo anh, mua đất quy hoạch 2030 là đất thổ cư có được không anh? Nếu mà bạn mua đất đất mà nó chưa là thổ cư mà quy hoạch 2030 lên thổ cư thì là ngon quá rồi, là rất là lời. Nhiều khi những cái mảnh ruộng ấy, những mảnh ruộng mà người dân người ta cũng chẳng biết là nó có lên được đất ở hay không, cho nên là người ta bán rất là rẻ. Mà khi bạn lên được thổ cư thì bạn mua rẻ và bạn lên được thổ cư bạn bán được giá rất là cao. Đấy là rất là tuyệt vời nếu mà bạn tự biết check quy hoạch. Sau đó là bạn hỏi chính bọn hỏi cái người mà làm cái mảng bên tài nguyên ấy xem là có lên được thổ cư hay không. Thì bạn đầu tiên nếu như cái cách làm như này là một trong những cách mà làm bất động sản vô cùng tuyệt vời. Đầu tiên là mình đến những cái mảnh ruộng, nếu mà đúng theo ý của bạn này, đầu tiên là mình đến các cái mảnh ruộng của canh tác của người địa phương. Sau đó bạn tự check quy hoạch bằng cái phần mềm mà bạn thấy rằng là ruộng mà lên quy hoạch 2030 là lên được đất ở, thì bạn mua cái mảnh này, bạn tìm hiểu và bạn mua cái mảnh ruộng này thì rõ ràng là một món hời. Nhiều người người ta không biết đất của người ta có thể làm được lên được đất ở, cho nên là bạn mua giá rẻ và bạn khi bạn lên được thổ cư thì bạn bán giá rất là cao, rất là ngon. Đấy là cách làm đất động sản rất là tuyệt vời đấy. Thế còn để mà chắc chắn làm được lên được thổ cư hay không thì bạn phải còn hỏi bên tài nguyên, chứ không phải là cứ check là check thì nó có thể trúng đúng đến 90 95 hoặc là 98%, nhưng còn 1% nữa không lên được thì cái đấy là chúng cũng không thể khẳng định được là có chắc chắn hay không. Như vậy nên là nếu bạn tìm hiểu như này là bạn là cũng thuộc dạng là cũng biết về đất rồi đấy. Thế nên là những cái nhiều khi là những cái mảnh ruộng ở những địa phương mà người dân rõ ràng là người ta chỉ canh tác, người ta không biết là có lên được đất ở hay không, mà thông thường thì các cái đất mà xen kẹp trong dân ấy làm ruộng thì dễ có khả năng là lên được đất ở. Cho nên là đây là một cái giải pháp rất là thông minh trong bất động sản để mà chúng ta có thể thu nhập cao đấy. Cho nên là bạn nên tìm hiểu điều đầu tiên, tiếp nhắc lại nhé, là bạn check rồi nhưng mà bạn phải hỏi chính quyền xem là có lên được đất ở hay không, chứ không là đến lúc mua và mình bảo mua được, đến lúc các bạn bảo mua được thì lúc đấy nó rất là dở. Phần mềm mình check có thể là nhiều khi lại số đen, phần mềm có thể đúng 98 99% đấy, 95 98 98% 99%, nhưng còn 1% là nó không cho lên, hoặc là đôi khi nó lại chuyển đổi sang thay đổi quy hoạch thì cũng không biết thế nào. Cho nên là chúng ta làm thì chúng ta cũng phải hỏi, quan trọng nhất là vẫn là hỏi bên tài nguyên là có lên được đất ở hay không. Chứ còn nếu mà mình cứ soi đến lúc không mua không lên được, xong lại đến lúc là từ nhiều khi năm nay với năm sau nó cũng thay đổi quy hoạch thì không thể biết thế nào được. Nhưng đây là một bài toán là bạn là tôi đánh giá là đây là bạn cũng biết về đất và bạn nên làm theo cái cách này là rất là ngon. Mua những cái mảnh đất mà của người dân mà không đang làm ruộng, sau đó bạn soi quy hoạch đến 2030 nó đang là đất cây hàng năm hay là đất trồng lúa hay là đất trồng cây gì đó, mà lại tự nhiên là đến 2030 từ nay đến 2030 mà tôi cho quy hoạch đất ở thì bạn mua nó là bạn quan hệ với chính quyền rồi bạn làm được lên đất ở thì thật sự là siêu lợi nhuận. Cảm ơn bạn cũng như quý khán giả nên đã xem cái video này, mà chúng ta làm theo cái cách này là chúng ta rất là sinh lời cao đấy bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy comment phía dưới để mà chức giải đáp xem anh chị em về bất động sản để chúng ta cùng phát tài trong bất động sản, chứ không thì chênh lệch giàu nhiều quá. Chúng ta nên quan tâm đến bất động sản một chút, nó cũng không có gì to tát ghê gớm đâu ạ. Chúng ta nhiều khi là anh em chị em chức xin nói thêm một tí nữa này, nhiều khi những cái ao ấy, những cái mảnh đất mà xen kẹt trong dân ấy rất dễ mà lên 99% là lên được đất thổ cư. Thế cho nên là mua rất là rẻ, nên chúng ta để ý một chút thôi. Nhiều khi là lời rất là to chứ không phải là không. Đấy, cảm ơn anh chị em nhé, đã theo dõi video của trước ngày hôm nay.